Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày mùng 3 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Đến ngày 30 tháng 10 năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 6.200 tỷ đồng, bằng 108,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 369 tỷ đồng, thu nội địa đạt trên 5.900 tỷ đồng, thu thuế phí thực hiện được trên 3.400 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt trên 2.500 tỷ đồng. Bằng 126% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng 16,3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Những tháng cuối năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc thủ tục đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá tài sản dôi dư và các khoản thuế phí liên quan đến khai thác khoáng sản, kinh doanh thương mại điện tử, kịp thời động viên các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, giao đất, đấu giá thu tiền sử dụng đất theo đúng tiến độ, đảm bảo số thu ngân sách nhà nước năm 2024. Theo kế hoạch được giao, từ nay đến cuối năm 2024, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế toàn tỉnh phải đạt trên 90% với hơn 800.000 người tham gia. Việc tham gia bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đối với mỗi người dân, gia đình, nhất là đối với những gia đình có thu nhập thấp khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh, hiện nay vẫn còn một số huyện có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế chưa cao như Lương Sơn đạt trên 87%, Tân Lạc đạt hơn 88%, Kim Bôi đạt gần 88%. Vì vậy, trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Mai Châu đã có trên 24.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn chính sách với số tiền trên 800 tỷ đồng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách, nhiều mô hình chuyển đổi giúp nhau làm kinh tế, vượt khó vươn lên làm giàu được nhân rộng. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Mai Châu đã giảm từ 24,11% năm 2015 xuống còn 17,14% năm 2023 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2022-2025. Thời gian tới, huyện Mai Châu tiếp tục tập trung rà soát các hộ nghèo có nhu cầu về vốn, phát huy hiệu quả của các tổ tiết kiệm vay vốn để hỗ trợ cho vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tập trung huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách gắn với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế bền vững. Huyện Tân Lạc hiện có 69 hợp tác xã và 59 tổ hợp tác đang hoạt động, trong đó có 35 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, 8 hợp tác xã phi nông nghiệp, 59 tổ hợp tác nông lâm ngư nghiệp. Các hợp tác xã thu hút gần 450 thành viên tham gia với trên 580 lao động. Tổng nguồn vốn của các hợp tác xã gần 130 tỷ đồng, doanh thu ước đạt 37 tỷ đồng một năm. Bình quân doanh thu một hợp tác xã đạt 650 triệu đồng một năm. Nhìn chung, các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn huyện hoạt động hiệu quả, góp phần đẩy mạnh sản xuất và lưu thông hàng hóa dịch vụ, qua đó giúp các thành viên tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Tân Lạc đang tập trung hỗ trợ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực quản lý kinh tế thương mại, chuyển đổi số cho hợp tác xã và tổ hợp tác, đẩy mạnh đào tạo nghề cho giám đốc hợp tác xã, thành viên và người lao động hợp tác xã, tổ hợp tác, tư vấn hướng dẫn hỗ trợ thành lập mới, củng cố tổ chức lại hoạt động của tổ hợp tác xã theo hướng tăng quy mô thành viên, nguồn vốn. Huyện Lạc Sơn đặt mục tiêu phần đầu đến năm 2025, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61,5%, trong đó phần đầu trên 70% ngành nghề sau đào tạo có việc làm ổn định. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Lạc Sơn tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực, giảm dần tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp.
thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách, chương trình dự án được ban hành nhằm tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp, tư vấn việc làm học nghề, thông tin thị trường lao động, tăng cường tuyển sinh đào tạo nghề, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, qua đó góp phần giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, huyện Lương Sơn còn 3 tiêu chí chưa đạt cần hoàn thiện khi công nhận là đô thị chuẩn thị xã, là tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp thị xã, được công nhận là đô thị loại 4, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực nội thị. Hiện nay, huyện đang tập trung nguồn lực để hoàn thành tiêu chí nâng cấp 6 xã lên phường. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để hoàn thành mục tiêu trở thành phường trước năm 2025, thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lâm Sơn đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thiện các tiêu chuẩn cần thiết, đủ điều kiện từ xã lên phường. Xã Lâm Sơn đang hoàn thiện tiêu chí cơ sở hạ tầng giao thông, vận động người dân hiến đất mở rộng lòng đường liên thôn xóm để đảm bảo tiêu chí mặt đường rộng 5 mét. Do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên người dân hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình trong việc xây dựng quê hương. Việc hiến đất làm đường được người dân đồng thuận rất cao. Chúng tôi làm một cái đường này thì những hộ nào có liên quan tôi sẽ tuyên truyền đến từng hộ và họp công khai về vấn đề tiêu chí của xây dựng, tiêu chí đường và những cái cần thiết. Thì có cái điều là chúng tôi cũng không họp nhiều nhưng mà được cái bà con nhân dân trong xóm chúng tôi rất ủng hộ. Tính đến thời điểm hiện tại, 6 xã lên phường của huyện Lương Sơn gồm thị trấn Lương Sơn, xã Nhuận Trạch, xã Cư Yên, xã Tân Vinh, xã Hòa Sơn đạt 10 trên 13 tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp phường. Riêng xã Lâm Sơn đạt 12 trên 13 tiêu chí. Để đảm bảo xây dựng các tiêu chí đúng lộ trình đề ra, huyện Lương Sơn chú trọng nâng cấp các tuyến đường huyện và đường xã thị trấn, mở thêm các trục dọc, ngang, phục vụ kết nối đối nội, đối ngoại, phát triển các khu đô thị, khu dân cư theo hướng đô thị xanh, sinh thái, chú trọng công tác quy hoạch đô thị, nhất là quy hoạch cây xanh và chợ. Còn một tiêu chí nữa là tiêu chí về chợ và siêu thị. Hiện nay cũng có cái một địa điểm rồi là ở Xóm Kém, sau này sẽ mở rộng cái hộ này, sẽ tổ thế là xây dựng một cái siêu thị mini ở đó để buôn bán các cái mặt hàng nông sản cũng như là các cái mặt hàng có tiềm năng thuận lợi trên địa bàn của xã. Theo kế hoạch, năm 2024, huyện Lương Sơn sẽ hoàn thiện đồ án quy hoạch chung đô thị Lương Sơn trình Bộ Xây dựng thẩm định, Chính phủ phê duyệt trong quý 4 năm 2024, lập chương trình phát triển đô thị Lương Sơn trình Sở Xây dựng thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quý 4 năm 2024. Tập trung thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư, hoàn thiện nâng cao các tiêu chí theo quy định tiêu chí của thị xã. Năm 2025, huyện Lương Sơn lập đề án công nhận đô thị loại 4 của đô thị Lương Sơn, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt trong quý 1 năm 2025. Lập đề án công nhận các xã đạt tiêu chí phường, trình Bộ Xây dựng thẩm định phê duyệt trong quý 2 năm 2025. Lập đề án thành lập thị xã Lương Sơn và 6 phường, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Bộ Nội vụ, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong quý 3 năm 2025. Huyện tập trung thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư, hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí theo quy định của thị xã. Khởi công 22 dự án trong cái danh mục mà các cái tiêu chí mà cấp đô thị, phường đang thiếu. Và hiện nay thì chúng tôi đã tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng, đường giao thông, trường, trạm, trường học, trạm y tế và các cơ sở mà theo cái tiêu chí của nghị quyết 1211 và nghị quyết số 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Làm tốt công tác quy hoạch, tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, phát triển đô thị, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển văn hóa xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân sẽ là những bệ đỡ để huyện Lương Sơn phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, đưa huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa trong năm đều có vẻ đẹp riêng. Trong đó mùa thu khiến nhiều người mê say hơn cả bởi không khí trong lành, có nắng vàng tô điểm thêm sắc màu cho muôn loài cỏ cây hoa lá. Phần cuối của bản tin thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Những ngày này vào buổi sáng trời se lạnh, sau đó lại chuyển sang nắng vàng với nhiệt độ cao. Không gian cây cối và các loài hoa cũng chính vì thế cũng trở nên đẹp hơn. Với những người yêu sắc thu vàng, cũng có những thói quen để níu giữ mùa thu ở lại. Đó là trang trí nhà cửa với nhiều sắc hoa yêu thích và là dịp để gặp gỡ, trò chuyện với những người bạn cùng chung sở thích. Với thời tiết se lạnh như này thì rất là thích hợp cho các chị em chill. Có rất nhiều địa điểm để cho chúng ta đi review hoặc là chúng ta chụp ảnh. Nhưng mà với bản thân chị thì với công việc hiện tại chị làm đẹp cho các khách hàng thì mỗi buổi sáng thì mình hay tạo động lực là bài trí không gian hoặc là cắm hoa để cho mình có cảm giác có cái động lực làm việc năng lượng hơn trong một ngày. Và đặc biệt là khi chị em đến với cơ sở thì mọi người cũng cảm giác là ấm cúng hơn. Với nhiều bạn trẻ, thời tiết này thật phù hợp để tìm một góc bình yên trên phố, ngồi nhâm nhi một tách cà phê hay thưởng thức những tách trà thơm nồng, khám phá thiên nhiên qua những nét màu vẽ tranh số hóa hay còn gọi là tranh tô màu theo số. Không gian yên tĩnh, gặp gỡ bạn bè sau những ngày làm việc căng thẳng cũng chính là cách để mỗi người nạp thêm năng lượng cho cuộc sống thường ngày. Bạn bè thường tụ tập nhau, tô tranh số hóa này, rồi là ngồi nói chuyện, cảm giác nó rất thư thái, nó thoải mái. Với cái thời tiết này thì rất là chiều lòng người. Tại một số địa điểm quen thuộc như quảng trường, công viên tuổi trẻ, nhiều người lại lựa chọn mặc những trang phục truyền thống để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất khi thời tiết sắp chuyển mình sang đông. Mùa thu bao giờ cũng đẹp. Có lẽ vì điều đó mà mùa thu còn là mùa mang lại cảm xúc bất tận của thơ ca nhạc họa. Chắc ai cũng đã từng lắng đọng với những ca từ về mùa thu trong những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng, hay chiều đã đi vào vườn mắt em, mùa thu qua tay đã bao lần, ngàn cây thắp nến lên hai hàng, màu nắng bây giờ trong mắt em. Hòa Bình chủ động phòng chống dịch bệnh cho người dân khi giao mùa. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19:45 tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình ít mây, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phía Nam tỉnh ít mây, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Tây tỉnh ít mây, không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ.